Kính thưa quý khán giả, học thuyết hạt nhân mới của Nga là lăn ranh đỏ cuối cùng. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin hôm nay còn có các thông tin đáng chú ý khác. Ông Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ ưu tiên vực dậy kinh tế. Bão Helena khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Mỹ. Thưa quý khán giả, trong động thái cảnh báo mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở rộng danh sách các kịch bản có thể dẫn đến việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo đó, Moscow sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thông thường xuyên biên giới lớn, có liên quan đến máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái. Một cường quốc hạt nhân đối thủ ủng hộ một quốc gia tấn công Nga sẽ được coi là một bên tham gia vào cuộc tấn công đó. Nếu tuyên bố của ông Putin là nghiêm túc, có nguy cơ cuộc xung đột Ukraine hiện nay sẽ biến thành thế chiến thứ ba. Bởi cả hai tiêu chí đó đều áp dụng trực tiếp vào tình huống có thể phát sinh nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây như ETACMS của Hoa Kỳ và Storm Shadows của Anh. Nikolai Sokov, cựu nhà ngoại giao Liên Xô và Nga cho biết đó là một thông điệp rất rõ ràng, đừng mắc sai lầm. Tất cả những điều này có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Bahram Riassi, một nhà phân tích hạt nhân tại tổ chức nghiên cứu Henry Truxton Society, có trụ sở tại London, đã liên kết thời điểm ông Putin đưa ra phát biểu với hoạt động vận động phương Tây của Ukraine về tên lửa tầm xa, và thực tế là Tổng thống Vladimir Zelensky đang trình bày quan điểm của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông Putin khua gươm hạt nhân. Trong khi đó, nghiên cứu sinh tiến sĩ và chuyên gia quốc phòng Fabian Hoffman tại Oslo cho biết ông không tin những bình luận của ông Putin có thể bị bỏ qua, nhưng điều quan trọng là không nên phản ứng thái quá. Theo ông Fabian Hoffman, việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân không phải là điều sắp xảy ra. Chúng ta chỉ nên lo ngại khi Nga có tín hiệu chuẩn bị thực sự. Hoffman cho biết các bước tiếp theo có thể là loại bỏ đầu đạn khỏi kho và kết hợp chúng với các phương tiện vận chuyển để tấn công chiến thuật trước khi tăng cường chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên quy mô lớn bằng cách chuẩn bị các hầm chứa và đặt máy bay ném bom trong tình trạng báo động. Tất cả những hoạt động này sẽ được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ phát hiện. Chuyên gia an ninh Nga Mark Galotti cho rằng nói thì dễ và có tác động chính trị, nhưng bằng chứng về sự sẵn sàng thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân thì không có, và chúng ta có thể phát hiện ra nếu điều đó xảy ra. Tuy nhiên, ông Putin đã cụ thể hơn so với trước đây về những tình huống có thể thúc đẩy việc sử dụng hạt nhân. Người phát ngôn của ông cho rằng những bình luận của ông Putin có ý nghĩa như một tín hiệu cho các nước phương Tây thấy rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu họ tham gia các cuộc tấn công vào Nga. Trên thực tế, những thay đổi này mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân của Nga để bao phủ nước láng giềng Belarus, một đồng minh thân cận. Moscow đã hạ thấp ngưỡng sử dụng hạt nhân, chẳng hạn cho biết điều đó có thể xảy ra để đáp trả một cuộc tấn công thông thường, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của chúng ta. Trước đây, học thuyết hạt nhân chỉ nói đến mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhà nước. Sergei Markov, cựu cố vấn Điện Kremlin cho biết những thay đổi này mở ra cánh cửa cho Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường trong một số tình huống nhất định, cụ thể là chống lại Ukraine. Ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đã được hạ xuống, giờ đây Nga sẽ dễ dàng sử dụng vũ khí hạt nhân hơn. Cựu cố vấn Điện Kremlin cho rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine hoặc các căn cứ không quân ở Romania hoặc Ba Lan nếu máy bay chiến đấu của Ukraine cất cánh từ đó, và nếu Kiev với sự hỗ trợ vệ tinh của Anh hoặc Mỹ sử dụng máy bay phản lực để tấn công chính Moscow hoặc một số khu vực miền trung nước Nga. Vladimir Atakov, người tham gia vào cơ quan chính thức tư vấn cho Putin về quan hệ quốc tế, cho biết việc công bố những thay đổi trong học thuyết đã cho phép Moscow đi trước bất kỳ quyết định nào của phương Tây về tên lửa cho Ukraine. Có thể nói, những thay đổi này được những người theo chủ nghĩa dân tộc và các blogger về chiến tranh của Nga hoan nghênh nhiệt liệt.
Một số người trong số họ từ lâu đã ủng hộ việc Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân để buộc Ukraine đầu hàng và dẫn đến một cuộc thảo luận về những gì có thể gây ra phản ứng hạt nhân. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là cựu Tổng thống, cảnh báo rằng những phát biểu của ông Putin sẽ khiến Ukraine và phương Tây phải suy nghĩ. Còn theo cựu nhà ngoại giao Nga Sokov, Moscow đã có cảm giác thất vọng rõ rệt khi phương Tây dường như không để ý đến nhiều cảnh báo hạt nhân của nước này. Ông Sokov cho biết khi Nga tổ chức 3 đợt tập trận trong năm nay để mô phỏng hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa hạt nhân chiến thuật, đã có những lời phàn nàn trên phương tiện truyền thông và trong giới chuyên gia rằng các nước phương Tây không chú ý. Đây là lý do khiến Nga quyết định tăng cường tín hiệu. Phát biểu với báo giới tại New York trước khi tiến hành cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn thảo luận với ứng viên Cộng hòa Donald Trump về kế hoạch chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Trump cam kết sẽ mang lại hòa bình cho Ukraine nếu quay trở lại Nhà Trắng. Đây là cuộc chiến không bao giờ nên xảy ra và chúng tôi sẽ giải quyết nó. Đây là một câu đố phức tạp, có quá nhiều người chết và thành phố xinh đẹp bị tàn phá. Khi được hỏi rằng thế nào là một thỏa thuận công bằng để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine, ông Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể. Ông Trump nói còn quá sớm để nói điều đó. Ông có ý tưởng của riêng mình và ngài Tổng thống đây cũng như vậy. Thỏa thuận cần phải công bằng, ứng cử viên Cộng hòa cho hay, và đồng thời bỏ ngỏ khả năng tiến hành một cuộc gặp nữa với Tổng thống Ukraine. Trong khi đó, ông Zelensky khẳng định các bên cần phải tìm mọi cách để gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến dịch tại Ukraine. Điều quan trọng cần hiểu ở đây là họ đang ở trên đất nước của chúng ta. Theo giới phân tích, ông Zelensky đang sử dụng chuyến thăm Mỹ lần này để quảng bá kế hoạch chiến thắng của mình. Tổng thống Ukraine trước đó đã gặp Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên của Đảng Dân Chủ. Một quan chức Mỹ mô tả kế hoạch này vẫn bao gồm yêu cầu được cung cấp thêm vũ khí và gỡ bỏ hạn chế trong sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, song được trình bày theo kiểu khác. Ông Trump từng mỉa mai Tổng thống Zelensky là doanh nhân tài giỏi nhất từ trước đến nay vì Kiev đã nhận được hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ Mỹ và châu Âu. Hồi đầu tuần, ông bình luận Tổng thống Zelensky muốn bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Dù vậy, ông Trump vẫn thể hiện thái độ thân thiện tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine. Ông nói thật vinh dự khi được gặp ngài Tổng thống. Ông ấy đã trải qua rất nhiều điều. Thái độ của ông Trump đánh dấu thay đổi lớn về thái độ so với các bình luận trước đây của ông trong quá trình vận động tranh cử. Tổng thống Zelensky từ lâu đã muốn gặp ông Trump. Hai người điện đàm hồi tháng 7, nhưng đây là lần gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi cựu tổng thống kết thúc nhiệm kỳ. Truyền thông Mỹ ban đầu đưa tin rằng cuộc gặp nhiều khả năng bị hủy bỏ sau khi tổng thống Ukraine nói ứng viên Cộng hòa không thực sự biết cách chấm dứt xung đột trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ. Ông Shigeru Ishiba, 67 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 để giành quyền lãnh đạo đảng LDP sau khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ đáng ngạc nhiên từ các nhà lập pháp LDP khác. Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ xác nhận ông là thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày mai, ngày 1 tháng 10. Trong một cuộc họp báo sau bầu cử, Ishiba cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ giá cả tăng và thúc đẩy tăng trưởng trong nền kinh tế. Ông cũng cam kết sẽ đẩy nhanh các nỗ lực để cung cấp một hình thức chủ nghĩa tư bản công bằng hơn, phân phối của cải cho tầng lớp trung lưu như Thủ tướng sắp mãn nhiệm Fumio Kishida đã khởi xướng. Ông Shiba nói phải đảm bảo rằng tình trạng giảm phát bị đánh bại hoàn toàn, muốn đảm bảo rằng mức tăng trưởng tiền lương vẫn cao hơn lạm phát. Ông Ishiba từng sử dụng nhiều bài phát biểu của mình trong chiến dịch để ủng hộ một thỏa thuận an ninh tập thể ở châu Á, tương tự như NATO, nhằm cung cấp khả năng răn đe mạnh mẽ hơn đối với các cường quốc như Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nhiều lần nói rằng họ không muốn tạo ra một phiên bản NATO ở châu Á, nhưng đã ủng hộ các nhà lãnh đạo từ các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự các hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Giới chức Mỹ ngày 27 tháng 9 cho biết, bão Helena đã tàn phá khắp bang Florida và vùng Đông Nam Mỹ, khiến ít nhất 40 người chết. Công ty nghiên cứu Moody Analytics ước tính bão Helena sẽ gây thiệt hại tài sản từ 15 đến 26 tỷ đô la Mỹ.
Bob Ratieri, cảnh sát trưởng ở hạt Pinellas thuộc bang Florida, cho biết có 5 trường hợp thiệt mạng tại các khu vực đã được yêu cầu sơ tán. Ông cho biết một số người vẫn ở lại nhà vì không tin cảnh báo và đã phải trốn lên các gác mái khi nước lũ dâng cao. Tại bang Georgia, bão khiến một số bệnh viện bị mất điện. Thống đốc bang Reinkert nói rằng giới chức đang dọn dẹp các đống đổ nát. Ở bang Tennessee, lực lượng cứu hộ phải dùng trực thăng để sơ tán 54 người dân bị mắc kẹt trên nóc bệnh viện hạt Onicoy sau khi nước lũ gây ngập địa điểm này. Giới chức bang Bắc Carolina đang sơ tán người dân ở các khu vực gần đập nước, song chính quyền trấn an rằng chưa có nguy cơ vỡ đập. Người dân ở Newport, Tennessee cũng được sơ tán để đề phòng nguy cơ vỡ đập, song giới chức sau đó khẳng định kịch bản này không thể xảy ra. Cơ quan khí tượng bang Georgia cho biết, thành phố Atlanta đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục 282,4mm trong vòng 48 tiếng, lớn nhất kể từ khi bang này ghi nhận dữ liệu mưa vào năm 1878. Một số nơi ở Atlanta ngập nghiêm trọng đến mức chạm nóc ô tô. Theo thống kê, hơn 4,6 triệu hộ gia đình cùng các đơn vị kinh doanh chịu cảnh mất điện do ảnh hưởng sau bão Helene ở Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và một số bang khác. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ đã điều động hơn 1.500 nhân viên và hỗ trợ hơn 400 cuộc giải cứu chỉ trong một buổi sáng. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang cầu nguyện cho những người dân chịu ảnh hưởng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.